phong cách hóa không gian, tổ ấm đặc biệt của nhà thiết kế thời trang. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu không gian sống của một nhà thiết kế thời trang có phản ánh sự sáng tạo và phong cách cá nhân của họ hay không? Hãy cùng Smart Bay khám phá ngôi nhà độc đáo của anh chàng thiết kế này, nơi mỗi góc nhỏ đều phong cách như chính con người anh ấy vậy. Phong cách của căn nhà giống như một triển lãm thu nhỏ, nơi trưng bày những bức tranh và tác phẩm điêu khắc được anh cất công sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Một điểm thú vị là bạn sẽ khó tìm thấy bất kỳ món đồ nào cũ kỹ hay kém thẩm mỹ trong không gian này. Ví dụ như sau bức tranh này là một chiếc điện thoại bàn cổ kính. Một vật dụng đã có tuổi đời lâu năm nhưng vẫn được gìn giữ cẩn thận, tạo thêm nét cổ điển cho không gian hiện đại. Nhiều bạn bè của anh khi đến thăm ngôi nhà đã không khỏi trầm trồ, ví von ngôi nhà như một phòng trưng bày nghệ thuật. Những bức tượng, tranh vẽ hay cả những món đồ gia dụng như ấm đun nước đều là những món cổ vật mà anh sưu tầm qua những chuyến đi khắp thế giới. Bức tượng Phật mà bạn thấy ở đây thực ra đã có từ thời nhà Hán, đã tồn tại hơn 1.000 năm, mang theo dấu ấn lịch sử sâu sắc. Với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, anh còn sở hữu những món đồ độc đáo như các cuộn chỉ, đồ móc len quý hiếm. Những vật dụng này không chỉ khó tìm mà còn mang tính nghệ thuật và tính lịch sử cao, tạo nên điểm nhấn khác biệt cho không gian sống. Không gian phòng khách đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa các bức tranh nghệ thuật và nội thất hiện đại, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một cảm giác vừa gần gũi vừa mới lạ. Thay vì giữ không gian đơn sắc, anh chọn sử dụng các gam màu đa dạng cùng họa tiết nổi bật. Như những chiếc gối sofa rực rỡ mang lại sức sống và cá tính cho căn nhà. Căn nhà này không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sáng tạo đầy cảm hứng. Đây thực sự là một không gian sống đáng mơ ước, nơi nghệ thuật và cuộc sống được giao thoa hoàn hảo. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều mẹo bổ ích cho tổ ấm bạn nha!